Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 12 tháng 2 điện đàm về vấn đề Triều Tiên, nhưng hai ông không thảo luận sâu, theo nguồn tin từ phát ngôn viên Điện Kremlin ngày 13 tháng 2. Tổng thống Mỹ nói với Tổng thống Nga rằng cần thêm nhiều bước cần thiết để loại bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc nói ông Putin đáp lại rằng cần phải mạnh tay hơn để loại bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tháng trước, ông Trump từng trách Moscow không giúp gì cho chúng tôi trong vấn đề Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters tháng trước, ông Trump cáo buộc Nga đã tiếp tay cho Triều Tiên, trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng vì nước này cố đạt được một tên lửa hạt nhân có khả năng phóng đến lục địa Hoa Kỳ. Moscow phủ nhận cáo buộc đã lơ là đối với các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Mỹ loan báo sẽ tăng cường chiến dịch tăng áp lực tối đa đối với Bình Nhưỡng cho tới khi có một bước đi có ý nghĩa nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.